Công ty trách nhiệm hữu hạn Sakata In Việt Nam được thành lập vào năm 2003, là một công ty con của tập đoàn Sakata In tại Osaka, Nhật Bản. Khởi đầu một cơ sở nhỏ tại Lê Minh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh, sản xuất mực in Gravure và Flexo với 20 nhân viên. Năm 2006, Sakata In Việt Nam chuyển đến nhà máy mới tại khu công nghiệp V-Ship 1, Bình Dương với đầy đủ trang thiết bị sản xuất cho mực in Gravure và Flexo. Nhờ vào sự hỗ trợ tốt và phản hồi tích cực từ phía khách hàng tại khu vực miền Bắc, Sakata In Việt Nam đã quyết định mở rộng chi nhánh của Sakata In Việt Nam tại khu công nghiệp Tiên Sơn vào năm 2007 và bắt đầu tập trung vào mực in Flexo gốc nước với sản lượng khoảng 100 tấn. Năm 2013, Sakata In Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Việt Nam, Singapore, tỉnh Bắc Ninh. Và chính thức hoàn thành vào năm 2014. Tháng 9 năm 2022, Sakata In Việt Nam bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất mực in Gravure và mở rộng sản xuất tại Bắc Ninh nhằm đáp ứng nhu cầu từ thị trường miền Bắc. Với tổng diện tích đất là 17.220 m2 và diện tích xây dựng là 8.251 m2, cùng với trang thiết bị hiện đại, nhà máy Gravure Sakata In Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh đi vào hoạt động có thể đạt công suất tối đa 6.000 tấn trên một năm. Ngoài việc mở rộng nhà máy để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chúng tôi cũng song song phát triển các sản phẩm mực in thương mại như mực in kim loại, mực in offset và các sản phẩm bổ trợ hệ mực offset như bản kẽm, phim, polymer, vân vân. Ở Sakata Việt Nam, chúng tôi tin rằng con người là trái tim và là giá trị cốt lõi của mọi hành động kinh doanh. Việc đầu tư vào sự phát triển cá nhân của mỗi thành viên không chỉ là cách giúp họ thành công trong công việc mà còn là cách giúp họ trở thành những người đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi không chỉ xem kinh doanh là việc tạo ra lợi nhuận mà còn là cơ hội để tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội. Trước khi thực hiện các quy định kinh doanh của mình, chúng tôi luôn ưu tiên xem xét, đánh giá dưới góc độ tác động đến cộng đồng và môi trường. Chúng tôi tự hào về sứ mệnh của mình là đem lại giá trị cho khách hàng và cộng đồng thông qua sự kết hợp giữa kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Chúng tôi cam kết tiếp tục phát triển và mang lại những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ Sakata Inex Việt Nam trong suốt thời gian qua. Tại Sakata In Việt Nam, chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Sự kết hợp giữa công nghệ bán tự động hiện đại, an toàn và nguồn nhân lực có trình độ cao đã giúp chúng tôi mang đến giải pháp phù hợp cho mọi khách hàng. Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi không chỉ tập trung vào việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao, mà còn đặt trọng tâm vào trải nghiệm của khách hàng. Cùng các trang thiết bị hiện đại, đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và tâm huyết, nguồn nguyên liệu được nhập khẩu có chọn lọc từ các nhà cung cấp uy tín, dung môi được chứa trong các bồn ngầm với các văn khóa tự động để đảm bảo an toàn nhất. Nguyên liệu nhựa dạng lỏng được chứa trong các bồn inox kính để luôn đảm bảo chất lượng. Trong quá trình sản xuất, các nguyên liệu này sẽ được bơm vào hai phòng cân cách ly. Hai phòng cân này được trang bị hệ thống chữa cháy bằng khí FM200 riêng biệt. Cửa sẽ tự đóng khi có sự cố, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi có nguy hiểm. Các hỗn hợp nguyên liệu này trước khi đi vào công đoạn nghiền sẽ được khuấy trộn premix bằng máy khuấy turbo công suất lớn. Sau khi nghiền, tùy theo nhu cầu của mỗi khách hàng, mỗi dòng mực in sẽ được gia giảm các phụ gia và khuấy trộn trong khu vực thành phẩm. Trong quá trình này, chất lượng mực in sẽ được kiểm tra và giám sát cẩn thận bằng các trang thiết bị tại phòng lab.
Sau khi đóng gói thành phẩm, mực in sẽ được vận chuyển sang khu vực kho trước khi đến tay khách hàng. Chúng tôi tự hào là một trong những nhà máy đầu tiên sử dụng hệ thống phòng cháy bằng bọt hiện đại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho môi trường làm việc chuyên nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết không ngừng cải thiện môi trường làm việc, tạo dựng niềm tin qua từng thế hệ nhân viên gắn bó bằng cách xây dựng môi trường làm việc lý tưởng, lấy con người làm trọng tâm. Công ty Sakata In Việt Nam công nhận rằng một trong những thách thức quản trị quan trọng nhất là duy trì môi trường bền vững toàn cầu. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển những sản phẩm thân thiện với môi trường bằng cách tận dụng các nguyên liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên. Mực in Flexo với sản phẩm Eco Plata là dòng mực sinh học đi từ nhựa thực vật, không dầu khoáng. Mực in Gravil với các dòng sản phẩm Super Laminate, mực in không toluen, Bell Color, Non-Tolu PVC, XR55VN, mực in không toluen, không MEK, Non-Tolu 5220VN, mực in sinh học từ nhựa thực vật không toluen. Đối với mực in offset, tất cả sản phẩm mực in đều đi từ nhựa thực vật, dòng sản phẩm không chứa dầu khoáng. Công ty Sakata In Việt Nam gắn kết với hoạt động đóng góp xã hội như một thành viên xã hội thực thụ, nhằm thực hiện hóa sứ mệnh của tập đoàn Sakata In, phát triển văn hóa cộng đồng nơi cuộc sống của con người có thể thú vị hơn. Chúng tôi thực hiện các hoạt động đóng góp xã hội trong 3 lĩnh vực tiên phong: môi trường toàn cầu, thế hệ tương lai, cộng đồng địa phương. Nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ, sản lượng của nhà máy đã đạt hơn mốc 4.000 tấn trong năm vừa qua. Mục tiêu của chúng tôi là đạt được sản lượng 8.000 tấn trên một năm vào trước năm 2030. Xây dựng uy tín, mở rộng quy mô, đội ngũ đoàn kết, tăng cường vị thế sẽ là những cam kết của Sakata In Việt Nam trong thời gian tới. Sakata, tô màu cuộc sống.